Thưa quý vị và các bạn, vườn lan Đốc Sơ, phường An Hòa vốn được biết đến là cơ sở nuôi trồng phong lan có quy mô lớn và hiện đại trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Mặc dù năm nay điều kiện thời tiết có nhiều diễn biến bất thường, nhưng nhờ ứng dụng khoa học và công nghệ trong nuôi trồng lan hồ điệp nên vụ hoa Tết Kỷ Hợi 2019 được đánh giá là vụ hoa có chất lượng đẹp và được mùa nhất từ trước đến nay. Còn chưa đầy một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Nhưng hiện nay, một số nhà vườn trồng lan trên địa bàn thành phố Huế đã có nhiều người dân và khách hàng đến tham quan và tìm hiểu chất lượng thị trường hoa Tết năm nay. Vườn lan thì nhiều năm, nhưng đặc biệt năm nay thì cái phần mà tiến bộ kỹ thuật nó cao hơn, nên hoa nó dài. Mà đặc biệt cái đài hồ điệp này thì nó có cái tác dụng của nó, tức là nó dài ngay, lộ rất là dài ngay, do đó chúng tôi chơi hoa trong 3 ngày Tết thì thấy thỏa mãn. Trên quy mô diện tích 500 m² của hai hệ thống nhà lưới để chuẩn bị cho thị trường hoa Tết Kỷ Hợi, ngay từ đầu năm 2018, chủ vườn lan Đốc Sơ, phường An Hòa, thành phố Huế đã tiến hành nuôi trồng 6.000 cây lan hồ điệp với giống nuôi cấy mô. Mặc dù điều kiện năm 2018 thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp, đầu năm nắng nóng kéo dài, cuối năm mưa và rét đậm. Tuy nhiên, nhờ ứng dụng tốt quy trình kỹ thuật chăm sóc, khoa học công nghệ nên tỷ lệ ra hoa đạt khá cao, trên 80%. Điều này không chỉ khẳng định ưu điểm của việc trồng lan trong nhà lưới mà còn đáp ứng kịp thời nhu cầu cho người dân chơi hoa trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019. Chuẩn bị Tết thì hiện tại là mình đầu năm là mình tính khoảng 6.000 cây mình trồng. Thì bây giờ cái tỷ lệ ra hoa mà nó đúng Tết là cũng trên 80%. Ngoài số lượng hơn 6.000 cây lan hồ điệp, hiện để chủ động cung cấp cho người tiêu dùng trong dịp Tết Kỷ Hợi, vườn lan Đốc Sơ còn chuẩn bị 1.000 cây lan nghinh xuân, vanda các loại. Hiện giá thị trường hoa Tết năm nay vẫn giữ mức bình thường, lan hồ điệp với giá từ 150.000 đồng đến 170.000 đồng một cây. Lan nghinh xuân có giá biến động từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng một cây, ước doanh thu gần 800 triệu đồng, trong đó lãi khoảng 20%. Ưu điểm của mô hình nuôi trồng lan khép kín này là chất lượng hoa đẹp đồng đều, tương đương với những vùng hoa chất lượng cao của cả nước. Nhà vườn mà trồng hoa thì bao giờ cũng phải chuẩn bị những cái phương án để mình gọi là khắc phục cái yếu tố về thời tiết. Là vì mình có một cái hệ thống nhà mang để mà có thể điều chỉnh được cái nhiệt độ theo ý muốn của mình để phục vụ cho việc nuôi trồng cây lan hồ điệp. Nói chung thì là về mặt công tác sản xuất của mình thì nó ổn định rồi. Như năm nay thì nhà vườn cũng chuẩn bị được một số lượng hoa tương đối chất lượng cao hơn những năm trước. Với tốc độ đô thị hóa diễn ra ngày càng cao nên trong những năm trở lại đây, diện tích đất nông nghiệp các phường ven đô thành phố Huế ngày càng bị thu hẹp dần. Việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp công nghệ cao theo hướng sản xuất hàng hóa là giải pháp được nhiều nhà vườn, doanh nghiệp triển khai thực hiện. Mô hình không chỉ mở ra một hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao mà còn góp phần cung cấp đủ thị trường hoa tươi trên địa bàn, nhất là cho nhu cầu của người dân trong dịp Tết.